Hãy nghĩ lại những lần chúng ta đi chơi xa xem. Có phải rằng ta lúc nào cũng muốn rủ bạn rủ bè đi cùng trong những chuyến cắm trại hay chuyến du lịch? Dù gì thì có nhiều người chung quanh ta thì hẳn sẽ gặp ít rắc rối hơn, vì càng có số đông thì việc gì mà phải sợ. Tuy nhiên, có lẽ bạn sẽ phải suy nghĩ khác đi sau khi nghe về vụ việc xảy ra đối với đoàn thám hiểm Xô Viết này. Tưởng chừng là một cuộc hành trình đơn giản qua vùng núi của Ural, Nga. Nhưng chỉ qua một đêm, đoàn thám hiểm gồm 9 người bỗng mất tăm. Sau đó để lại không chỉ các hài cốt biến dạng, mà còn những bí ẩn hiện vẫn ám ảnh các nhà điều tra và những ai biết đến số phận đen đủi của họ. Chuyện bắt đầu vào cuối tháng 1 năm 1959 tại tỉnh Sverdlovsk của Liên bang Xô Viết, khi một đội đi bộ đường dài được thành lập bởi một sinh viên có tên là Igor Dyatlov. Anh chiêu mộ 9 người khác, đa số là bạn học tại Viện Bách khoa Ural, để cùng anh đi khám phá dãy núi Ural. Nhóm này có 8 nam và 2 nữ, bao gồm những người sau. Igor Dyatlov, như đã nói, anh chính là người thành lập và cũng là leader của nhóm thám hiểm này. Dù chỉ mới là sinh viên kỹ thuật năm 2, anh đã được nhận định rằng là một kỹ sư tài năng, ngoài ra còn rất nhiệt tình trong việc tham gia những hoạt động dã ngoại, leo núi. Anh 23 tuổi khi sự việc xảy ra. Zinaida Komologorova, sinh viên năm thứ 5 của Viện Bách khoa Ural. Cô rất có kinh nghiệm trong việc leo núi và đi bộ đường dài. Là một người năng nổ, hoạt bát, cô được mọi người yêu thích và được gọi là Zina. Yuri Doroshenko, 21 tuổi. Anh là sinh viên năm 4, cùng chuyên ngành với Dyatlov. Anh có thể coi là một trong những người to con và khỏe mạnh nhất của nhóm, với chiều cao là 1m80cm. Anh từng có quan hệ tình cảm với Zina, nhưng hai người đã chia tay trước chuyến đi này. Nikolai Thibault Brignos, cựu sinh viên của trường. Anh cũng có kinh nghiệm với việc đi bộ đường dài, đã từng tham gia 5 chuyến, trong đó đã dẫn đầu một chuyến. Người ta hay gọi anh là Thibault hay Koya. Rustem Slobodin, cũng là cựu sinh viên, anh thì lại là một người ít nói, theo nhận định của bạn bè và những người quen biết anh. Nickname của anh là Rustic. Georgiev Krivonishenko, bạn thân của Dyatlov. Anh tham gia hầu hết tất cả các chuyến đi của Dyatlov, mặc dù đã tốt nghiệp vào năm 1957. Một người vui tính, anh thường hay kể chuyện cười hoặc chơi đàn mandolin để tiêu khiển bạn bè. Lúc tham gia chuyến đi cuối cùng của cuộc đời này, thì anh chỉ còn 5 ngày nữa là đến sinh nhật 24 tuổi. Lyudmila Dubinia, tên ngắn là Lyuda. Cô là thành viên trẻ nhất nhóm, chỉ mới 20, là sinh viên năm 4 của trường. Alexander Kolesvatov, 24 tuổi, cựu sinh viên của trường nhưng khác với mọi người, anh là học chuyên ngành vật lý học. Trước khi tham gia chuyến đi, anh từng sinh sống và làm việc tại Moscow rồi mới chuyển về Sverdlovsk. Semyon Zolotaryov, đây là người lớn tuổi nhất, 38 tuổi và cũng bí ẩn nhất nhóm. Không ai trong nhóm quen biết ông cả, thậm chí một số thành viên cảm thấy bất an với sự hiện diện của ông, cho rằng ông được cài vào nhóm bởi chính quyền địa phương. Tuy nhiên, cũng có người kể rằng ông rất hòa đồng và tử tế với mọi người và có nhiều kiến thức về kỹ năng sinh tồn. Yuri Yudin, thành viên ít nhắc đến nhưng lại là may mắn nhất của nhóm. Ông là người sống sót duy nhất của chuyến thám hiểm này. Tham gia chuyến đi vào năm 21 tuổi cùng với những người bạn học của mình, duyên cớ đã cứu ông khỏi cái chết dã man. Tuy nhiên, ông qua đời vào ngày 27 tháng 4 năm 2013, thọ 75 tuổi. Về cuộc hành trình, chuyến đi chủ yếu trải dài phía bắc của dãy Ural, đi đến vùng cực bắc tỉnh Sverdlovsk và đến thượng nguồn của con sông tên là Lozva. Đích đến của chuyến đi là ngọn núi Ototen, cách nơi xảy ra vụ việc khoảng 10 km. Nói như vậy nghĩa là địa điểm cuối cùng mà đoàn thám hiểm đặt chân đến là núi Kholat Siak. Dùng rợn thay, tên của ngọn núi này khi được dịch ra thì mang nghĩa là ngọn núi chết hay đỉnh núi câm lặng. Một chi tiết đáng nói là tháng 2, gần lúc nhóm khởi hành, chính là thời điểm khó khăn nhất cho những ai muốn chinh phục chặng đường này. Bắt đầu chuyến đi, nhóm thám hiểm lên tàu vào ngày 25 và đi đến thị trấn Ifdel, nằm phía bắc tỉnh Sverdlovsk. Rồi từ đó nhóm tiếp tục di chuyển về hướng bắc, qua đêm tại Vizai, khu dân cư cuối cùng của điểm cực bắc tại tỉnh này. Tuy nhiên đến ngày 28, Yuri Yudin do một số vấn đề sức khỏe phải bỏ chuyến đi và quay về nhà. May thay, quyết định này đã cứu mạng ông. Những người khác không may mắn như vậy, họ tiếp tục hành trình, không ai biết nguy hiểm trước mắt. Vào ngày 31, một ngày trước khi vụ việc xảy ra, nhóm đến một vùng cao, đi qua một thung lũng để đến một khu vực đèo. Sáng ngày 1 tháng 2, nhóm bắt đầu leo qua ngọn đèo này để có thể nghỉ chân cắm trại.
Tuy nhiên, thời tiết đang trở nên tệ dần, bão tuyết che khuất tầm nhìn. Do đó, nhóm mới lạc đường, hướng về phía tây, chóp của đỉnh núi Câm Lặng. Khi nhận ra sai lầm, nhóm mới quyết định cắm trại ngay dốc núi, thay vì đi xuống khoảng rừng an toàn hơn. Và đó chính là khoảnh khắc cuối cùng của đoàn thám hiểm này. Mãi tận hơn 2 tuần sau, vào ngày 20 tháng 2, khi không nghe thấy tin tức gì của đoàn thám hiểm, những người nhà của họ mới cầu xin mọi người tiến hành công cuộc giải cứu. Trưởng viện Bách Khoa cử nhóm giải cứu đầu tiên, bao gồm sinh viên và giảng viên tình nguyện. Sau đó, chính quyền địa phương và thậm chí cả quân đội cũng bắt tay vào việc giải cứu. Qua 6 ngày lùng sục, đoàn giải cứu mới tìm thấy bãi cắm trại của nhóm thám hiểm tại đỉnh núi Câm Lặng. Cảnh tượng khiến ai cũng phải bất ngờ vì các túp lều như bị xé nát và bị tuyết phủ kín. Những đồ vật cá nhân như giày dép, quần áo đều bị bỏ lại. 9 dấu chân người, hầu hết là chân trần hoặc chỉ mang vớ, trải dài từ bãi cắm trại đến khu rừng gần đó. Khi đi theo dấu chân, đến mép rừng thì những người giải cứu mới thấy một đám lửa tàn. Cạnh đó là thi hài của hai thành viên, Krivonishenko, bạn thân của Dyatlov, và Yuri Doroshenko. Hai người họ không thấy mang giày và trên người không có một mảng áo ấm nào. Rải rác chung quanh là thi thể của một số thành viên, Zina, Rustik và Dyatlov. Tất cả dường như bỏ mạng trong lúc quay lại những bãi lều phía ngọn núi. Không chỉ vậy, để tìm được xác của 4 người còn lại, đoàn giải cứu phải mất tận 2 tháng. Vào ngày 4 tháng 5, họ được tìm thấy trong tình trạng bị chôn vùi dưới tuyết ở một khe suối nằm sâu trong rừng. Đến tận bây giờ, số phận của những người xấu số này vẫn chưa được giải đáp. Chính quyền đã tiến hành điều tra ngay khi tìm ra những cái xác đầu tiên và cho rằng họ qua đời do chứng giảm thân nhiệt. Tuy nhiên, rất nhiều người, cho đến nay, nghĩ rằng lý giải này chưa hoàn chỉnh, đặc biệt là khi chúng ta nhìn đến kết quả khám nghiệm tử thi. Trước tiên là hai người được tìm thấy trước, Krivonishenko bị mất một phần mũi, cùng với nhiều vết bầm tím trên người. Tai thì bị bỏng lạnh, chân trái thì bị bỏng do lửa. Tương tự, khuôn mặt Yuri cũng bị biến dạng và thân thể có dấu hiệu bỏng lạnh. Người anh có vết thâm tím, tóc phía bên phải thì bị cháy xém. Do họ được tìm thấy trong tình trạng không mặc quần áo ấm, nên có lẽ có người nghĩ rằng họ vì thế mà từ từ chết do lạnh. Tuy nhiên, như thế không lý giải được những vết bầm, vết cháy xung quanh người họ. Khả năng cao hơn là khi họ đã chết, các thành viên khác đã lấy quần áo họ để giữ ấm cho bản thân. 3 người tiếp theo cũng chịu số phận kinh hãi không kém. Dyatlov thì gần như bị chôn vùi dưới tuyết. Anh không mang nhiều chấn thương bên trong lẫn bên ngoài. Vậy nguyên nhân tử vong khả năng cao là do giảm thân nhiệt. Zina thì cũng như vậy, không có nhiều chấn thương bên trong, chứ mang não của cô như bị phồng lên, một đặc điểm đặc trưng cho hiện tượng giảm thân nhiệt. Đây là 2 trường hợp mà lời giải thích của chính quyền hợp với sự thật và được chấp nhận. Tuy nhiên, thi thể của Rustik thì lại đi ngược lại hoàn toàn với nhận định rằng tất cả mọi người chết vì lạnh. Vì khi khám nghiệm, các chuyên gia nhận thấy rằng sọ anh ta bị nứt do chấn thương. Tuy đây không đủ để làm tử vong, nhưng cũng đủ để chúng ta nghi ngờ rằng liệu anh có thật sự bỏ mạng chỉ vì lạnh, hay phải chăng có một thứ gì đó tác động lên nữa. Chẩn đoán chết vì lạnh lại càng lung lay hơn với 4 người được tìm thấy sau cùng. Thi thể họ biến dạng nghiêm trọng hoặc mang những thương tích rất kỳ lạ. Nikolai thì có chấn thương nặng ở đầu, có nhiều vết nứt ở sọ. Chấn thương này đủ khiến anh mất mạng. Lyuda thì bị mất không những đôi mắt mà ngay cả lưỡi và môi trên. Mũi cô bị đè nát. Quan trọng hơn, phần ngực của cô bị chấn thương nhiều nhất, bị gãy 10 cái xương sườn và bị xuất huyết máu vùng tim. Nhiều người nghĩ rằng cô chết là do bị ai đó đánh, và xác của cô nếu không bị thú ăn thì hẳn là do bị thủ phạm đó hủy hoại. Người đàn ông lớn tuổi nhất nhóm, Zolo Tadiov, cũng chịu chung số phận. Ông mất đôi mắt, gãy 5 cái xương sườn và ngực thì bị phanh ra. Các nhà khám nghiệm sau này cũng cho rằng chấn thương giữa hai người rất giống nhau, càng tạo ra thêm nhiều câu hỏi về nguyên nhân dẫn đến cái chết của hai người. Người cuối cùng, cựu sinh viên từng ở Moscow, Kolevatov, thì lại bị mất phần chân mày, da thì như bị lóc khỏi đầu. Cổ của anh gãy như thể bị bẻ và sau tai có một vết thương hở rõ rệt. Hai chi tiết này rất giống với những nạn nhân bị giết bởi lực lượng biệt kích của Nga lúc bấy giờ, bằng hình thức bẻ cổ rồi hạ đòn sau gáy. Như bạn đã thấy, vụ việc Dyatlov bao hàm những chuỗi bí ẩn chồng chất khó lý giải. Không có một lời giải đáp nào thỏa mãn được hết những bằng chứng đã được tìm thấy. Tuy nhiên, không phải không có giả thuyết. Thứ nhất, người ta cho rằng lở tuyết chính là nguyên nhân dẫn đến cái chết của đoàn thám hiểm. Chính vì họ đang cắm trại trên dốc núi tuyết lở mà họ phải xé lều để chạy thoát. Từ đó họ mới đi xuống khu rừng để tìm nơi trú ẩn, rồi không may mắn mất mạng tại đó
Tuy nhiên, trong nhiều cuộc khảo sát, chưa từng có một vụ lở tuyết nào xảy ra. Và hơn nữa, dấu chân dẫn vào rừng cho thấy họ đi bộ rất bình tĩnh và chậm rãi, không phải vội vàng chạy khi gặp lở tuyết. Một số khác lại cho rằng vì một lý do nào đó, họ lạc vào rừng và qua đời do hiện tượng cởi quần áo nghịch lý. Khi lạnh quá, cơ thể chúng ta bắt đầu có những hành vi vô thức như cởi hết quần áo ấm đi. Lấy dẫn chứng là một số thành viên của nhóm được tìm thấy trong tình trạng thiếu quần áo. Tuy nhiên, các xác được tìm sâu hơn trong rừng thì lại mang rất nhiều quần áo, chứng tỏ họ không những biết mang theo quần áo ấm khi rời lều mà còn lấy thêm quần áo từ những người bạn đồng hành xấu số. Một giả thuyết kỳ quặc hơn, đó là đoàn thám hiểm bị đánh vỗ mặt bởi một con vật hung tợn như sinh vật Yeti mà chúng ta hay thấy trong phim ảnh. Có người lại cho rằng họ vô tình đi vào khu thử nghiệm vũ khí bí mật của Liên Xô. Do vậy, khi đang cắm trại tại đó thì bỗng bị hoảng sợ do các thí nghiệm này và trốn vào rừng, rồi yếu đi vì lạnh hoặc bị thủ tiêu để bịt đầu mối. Mặt khác, có người lại nghĩ người đàn ông bí ẩn Semyon Zorotaryov chính là người đứng tai nạn của nhóm. Tuy nhiên, điều này lại không giải thích vì sao chính ông cũng mất mạng. Cho dù sự thật là gì, thì cũng không phủ nhận được rằng cái chết của đoàn thám hiểm do Dyatlov dẫn đầu đã mang lại nhiều dư chấn cho quần chúng. Điểm đèo mà họ qua đời đã được đặt tên là đèo Dyatlov để tưởng nhớ những phận người đen đủi này. Có rất nhiều phim và các tác phẩm khác phỏng lại câu chuyện này như bộ phim Devil's Pass vào năm 2013. Và cho đến tận nay, chúng ta vẫn đang thắc mắc về những gì xảy ra vào đêm định mệnh ấy. Bạn thì nghĩ sao? Bạn nghiêng vì lý giải nào nhất? Hay phải chăng bạn có lời giải thích nào khác nữa? Hãy comment bên dưới nhé! Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại vào video lần sau.